được. Con kể chuyện cho bà ngoại nghe coi. Bữa giờ con bú mỗi ngày bao nhiêu? Con bú sữa giỏi không? Con có ngoan không? Hả? Rồi đời con có ngoan không nè? Nói chuyện bà ngoại nghe con. Hả? Đây đó rồi. Sao? Ba đừng có nghe lời mami với bé trái gì không? Sao? Đau. Đó là lời kể chuyện cho ông bà nghe hả? Còn chị gì nuôi không con? Vui nữa không con? Sao ngày con bú rồi sao? Bú nhiều không? Con bú nhiều không? Ngủ giỏi không? Hả? Con bú nhiều không? Rồi đờ. Hả? Con ăn ngon miệng không? Con bú chú mẹ thích không? Kể cho bà ngoại nghe đi con. Phải không? Không muốn nói gì. Sao có ăn hiếp con không? Sao? Sao con? Hả? Đây được. Sao con? Kể chuyện tiếp đi. Con muốn gì nè? Ngon. Nói chuyện với má mi nghe ra. Sao? Kể chuyện cho má mi nghe nè. Sao con mặt qua đây nè? Sao mặt qua đây đó?